một ca khúc rất là hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thưa các bác thân mến, rất là hay với một set combo với sự xuất hiện của những đôi loa B3X12i mới tinh nguyên xốp, những đôi loa hàng thương hiệu và công nghệ của Đức. Bass 30 từ 17 coi 7,6, tép từ 17 coi 7,2, thùng gỗ rất là chắc chắn. Các bác nghe thấy lời nó rất là bay đúng không ạ? Và tiếng bass của nó rất là chắc. Tiếng tép nó sáng sắc nét mà nó không có hề bị chói. Vâng ạ, và quên mất là thấy hay quá cứ giới thiệu đúng không ạ? Mà theo như tiêu đề thì là quay nội thất cơ thưa các bác. Hay thì để sau các bác nhé. Bây giờ mời các bác cùng mọi người xem về nội thất của đôi loa này. Cũng đã lâu lâu rồi đúng không ạ? Các bác chưa được ngắm nhìn nội thất của đôi loa B3X12i mới tinh nguyên xốp. Thì hôm nay em có một chút thời gian rảnh rỗi thì xin quay cho toàn thể các bác. Các bác thân mến, đây ạ, loa xịn này các bác nhé, từ con ốc đúng không ạ, nó đã chất lượng rồi đúng không các bác, từ con ốc nó đã khác rồi đúng không. Đôi loa này sử dụng bass 30 này, từ 17 này, các bác nhìn này đúng không ạ, thép lúc nào các bác phải nhìn thép trước này, xong nhìn nâm châm đúng không ạ, nó cứ bóng liếng ấy các bạn, chứ nó không có xấu xí như dòng loa hàng thánh gióng hay là hàng đặt các bạn đấy. Và cơ bản nữa là cái thép này và cái lâm châm này sau 5 năm, 10 năm, có nghĩa là nhiều năm sử dụng, nó vẫn cứ đẹp và nó không bị xuống từ, nó không bị xuống từ trường của lâm châm, các bác lưu ý là như vậy nhé đấy. Còn tiếp theo đây là xương nhôm đúc này các bác này, xương nhôm đúc nguyên khối, xương sơn sần này, nó tạo lên cái điểm nhấn. Nó có một cái độ chất và cái độ mãnh liệt riêng đúng không các bác, nhìn rất là khỏe khoắn đẹp. Chân chấu da loa này đúng không ạ, nó mạ màu vàng, trông nó cũng có những cái gì đó gọi là nổi trội và rất đặc sắc đúng không các bác. Và đây ạ, cái mối hàn của B3 thì từ trước nay nó vẫn là ghen, không đi đâu lạc đi được đúng không ạ. Gân vải tẩm dầu, các bác nhìn nhá, gân vải tẩm dầu kéo thêm khoảng 1 cm nữa này các bác này. Các bác lưu ý này, để cho các bác cùng mọi người tìm hiểu về cái đời của B3 đấy ạ, thì em có thể giới thiệu trong video này. Đó là đời đầu tiên đấy của nó là thùng màu trắng các bác nhá, thùng sơn màu trắng, có thùng gỗ. Đời đầu tiên của nó 1 phân tần này, thùng màu trắng này, và nó không có cái lỗ chân cắm này đấy các bác nhá, nó không có lỗ chân cắm này, và nó không xoay được tem đâu nhỉ, cái lưới đâu đây các bác nhá, cái lưới này các bác này, đời đầu tiên của nó không xoay được tem, còn tất cả những đời thứ hai là tem nó xoay được các bác nhá. Ủa nó chắc hết đấy các bác nhá, đấy. Còn sang đến đời thứ hai các bác nhá, sang đến đời thứ hai đấy các bác lưu ý này, thì nó thay đổi một chút, đó là nó có lỗ chân cắm đấy, và thùng loa của nó sơn màu đen đây, thùng gỗ sơn màu đen các bác nhá, và cái loa bát các bác nhá, bên trong là màu vàng, bên ngoài của nó cũng là màu vàng chứ nó không phải là màu đen đấy, các bác lưu ý này đấy. Còn đời mới nhất bây giờ các bác nhá, đời mới nhất tính tới thời điểm hiện nay, đó là có lỗ chân cắm này đấy, nó hoàn thiện tất cả mọi thứ, có lỗ chân cắm để các bác để giá này đấy. Tiếp theo đó là sơn thùng màu đen các bác nhá, 2 phân tần này các bác nhìn này, để các bác tìm hiểu về đời 2 phân tần. Đây là phân tần của loa tép, vâng ạ. Còn đây là phân tần của loa bát các bác mọi người nhá, ok chưa ạ. Đấy, bát của nó bên trong các bác mọi người để ý này, nằm sầm nó quá chất luôn. Đây, gân màu vàng bên ngoài, đây, gân màu đen. Đấy, loa đời mới nhất bây giờ đấy ạ các bác nhá. Kể cả những đôi loa bãi nó cũng như thế các bác nhá. Để các bác lựa về đời để các bác tìm hiểu được là đôi nào là nó mới sản xuất gần đây. Ví dụ như là các bác mua đôi loa bãi đúng không ạ? Cũng tìm hiểu được đôi nào mới sản xuất trong thời gian gần đây nhất. Không phải mỗi đôi loa sản xuất từ những năm 2015, 16 ấy, thì nó cũng cũ rồi đúng không các bác? Còn đây ạ, model mới tinh sản xuất đúng không ạ? Cuối năm 2020, đầu 2021 đây, toàn thể các bác.
tép đây các bác này, tép từ 17 các bác nhá. Đấy. Cái lắp đậy bằng nhôm các bác nhá. Coi 7,2 các bác nhìn hai chân này, mạ màu đồng rất đẹp. Nhìn đã thấy nó chất rồi, đúng không ạ? Thùng gỗ các bác nhá. Các bác mọi người để ý này, thùng gỗ và hãy để ý những dòng loa xịn này, cái nước sơn của nó này. Đấy, mọi người. Đấy, cào không giờ bị bay phấn này, nước sơn xịn các bác nhá. Ok không ạ? B3 dập thùng, đúng không? Video chủ yếu cho toàn thể các bác ngắm lại nội thất một lần nữa thôi. Còn các bác rất là quen thuộc với những dòng loa này rồi. Nó là hàng thương hiệu thật. Đấy, công nghệ thật, offer lồi. Lên thì nó là dòng của đời giờ. Còn đời X của nó là offer lõm. Các bác, để ý nhá. Đấy. Đẹp không điểm chê, đúng không ạ? Đẹp không tì vết luôn. Những dòng loa chuẩn thật thì nhìn nó đã khôn rồi, các bác. Nhìn nó đã khôn rồi. Coi 7,6. Đấy. Đây các bác nhìn này. Buông tiêu âm thủy tinh màu đen tuyền. Đấy, phân tần của loa tép này các bác nhìn này, chống cháy tép tuyệt đối, phân tần rất to, khủng. Về cơ bản thì các bác nhìn những sản phẩm hàng xịn này các bác nhìn được ra ngay đúng không ạ? Phễu loa tép này các bác nhá, dòng phễu nhựa tổng hợp, đằng trước là bóng, đằng sau là sần. Đấy, dòng này rất là chuẩn luôn. Đấy, các bác nhìn độ chất. Ok chưa? Còn đây hình thức của em ở đây. Vâng ạ, một video rất là ngắn đúng không ạ? Nhưng các bác đã được nghe nhạc, trải nghiệm chất âm, xem được về phần nội thất của loa. Hàng mới tinh em đang chào bán giá 20.500.000 đồng các bác nhé. 20.500.000 đồng tại cửa hàng. Các bác của mọi người có nhu cầu mua sắm và ở địa chỉ xa thì đặt cọc tiền em gửi hàng tận nhà cho. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé. Hàng xịn chính hãng do công ty B3 sản xuất. Và em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.